ngày hôm nay thì chương trình Bác sĩ của mọi nhà đã mời đến đây hai chuyên gia để chúng ta có thể hiểu thêm những vấn đề về da với chị Daisy Dung, Giám đốc chuyên môn của Murad Việt Nam. Xin chào chương trình Bác sĩ của mọi nhà. Và Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Ngọc Trai, Bác sĩ chuyên khoa da liễu, giảng viên bộ môn da liễu Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Xin chào chị Daisy Dung, xin chào Tường Vi. Thì không biết là chị cũng như bác sĩ có thể cho mọi người biết cấu trúc về da là như thế nào được không ạ? Da là cái thành phần giúp bao bọc toàn bộ cơ thể của chúng ta. Và cái làn da nó có vai trò rất là quan trọng trong cái vấn đề về sức khỏe cũng như là trong vấn đề về thẩm mỹ sắc đẹp của chị em phụ nữ. Nó sẽ có ba cái thành phần chính, đó là ba cái lớp chính của da, đó là lớp thượng bì, lớp trung bì và lớp hạ bì. Thì ba lớp da này sẽ liên kết chặt chẽ với nhau để giúp tạo nên cái sự đàn hồi cũng như là cái độ thẩm mỹ của làn da. Thì lớp thượng bì nó lại được chia làm nhiều cái lớp nhỏ nữa, và trong đó có cái lớp rất là quan trọng, đó là cái lớp sừng, chống lại cái sự xâm nhập của những cái tác nhân như là vi khuẩn nè, hay là virus nè, hay là những tác nhân mà bụi bẩn, chất độc từ bên ngoài môi trường xâm nhập vào trong cơ thể chúng ta. Một cái lớp mà ở lớp thượng bì cũng rất là quan trọng, đó là lớp tế bào đáy. Thì ở lớp tế bào đáy này nó còn chứa những cái tế bào rất là quan trọng, đó là cái tế bào sắc tố. Khi dưới những cái kích thích của môi trường, chẳng hạn như là ánh sáng mặt trời hay là tia tử ngoại, thì sẽ sản sinh ra những cái tế bào sắc tố gọi là melanin để giúp bảo vệ cho làn da chúng ta. Và đến cái lớp ở giữa của da, đây gọi là lớp trung bì, sẽ chứa các cái bó sợi mà người ta gọi là sợi mô liên kết. Thì những bó sợi này sẽ đóng vai trò quan trọng trong cái việc là nó tạo nên cái tính đàn hồi cũng như là cái độ mịn màng cho làn da chúng ta. Lớp dưới cùng luôn, đó là lớp hạ bì. Thì lớp hạ bì này sẽ chứa nhiều cái mô mỡ cũng như là nhiều cái mạch máu. Những mạch máu này sẽ giúp nuôi dưỡng cho những cái lớp tế bào da phía trên để giúp cho làn da chúng ta trở nên hồng hào và khỏe mạnh. Như vậy thì thưa chị Daisy Dung, em không biết là một cái sự quan trọng như vậy thì chức năng thật sự của làn da của mình là gì chị ha? Cái làn da nó ở bên ngoài cùng nè, thì chức năng đầu tiên của nó sẽ bảo vệ cơ thể mình. Và ngược lại, nó cũng là một cái tường thành rất là vững chắc để nó giữ những cái của cải, những cái tài sản bên trong. Ngoài chức năng bảo vệ thì da nó còn truyền tải cảm xúc cho chúng ta, đúng không ạ? Nếu như làn da mà không có cái chức năng đó thì lỡ như mình bị phỏng hay là nóng quá mình không biết thì rất nguy hiểm. Thêm một cái chức năng nữa cực kỳ quan trọng, đó là làn da nó là cái gương thể hiện sức khỏe bên trong cơ thể chúng ta. Thì nói như vậy chúng ta hiểu được rằng là chức năng của da ngoài những chức năng về khoa học thì nó còn có giá trị chức năng về thẩm mỹ và sức khỏe, và điều đó là cực kỳ quan trọng. Mình phải chăm sóc da như thế nào là đúng mà thưa bác sĩ? Thời tiết của chúng ta là vùng nhiệt đới thì phải tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nhiều. Do đó khi chăm sóc da thì chúng ta cần phải nhớ những cái bước cơ bản sau đây. Thứ nhất đó là cái bước tẩy trang, đặc biệt là đối với chị em phụ nữ. Tới bước thứ hai đó là cái bước rửa mặt. Chúng ta nên rửa mặt là tối đa là khoảng 2 lần một ngày thôi. Sau cái bước rửa mặt là chúng ta nên có cái bước tẩy tế bào chết. Thì khi đó chúng ta sử dụng những cái sản phẩm sau đó nó sẽ thấm vào da được tốt hơn. Sau cái bước tẩy tế bào chết á, chúng ta sẽ sử dụng cái bước là toner, còn gọi là nước hoa học. Thì cái toner này nó sẽ giúp cho chúng ta xe khích những cái lỗ chân lông này kia tốt hơn. Sau cái bước toner thì chúng ta sẽ đến cái bước là dưỡng ẩm. Thì chúng ta có thể thoa những cái loại dưỡng ẩm mà nó phù hợp với làn da. Nên có cái thói quen sử dụng kem chống nắng như là một cái bước cơ bản trong chăm sóc da hàng ngày, nhất là khi mà chúng ta cần đi ra ngoài vào ban ngày. Có những khách hàng em nghĩ là da sẽ bị vấn đề rất là nhiều đúng không chị? Và thường thì những cái vấn đề đó chị thấy thường gặp là cái gì chị? Hai vấn đề nổi bật nhất đối với cái nước Việt Nam của mình đó là mụn và nám. Mụn là bởi vì môi trường mình quá sức là ô nhiễm. Thứ hai nữa là bởi vì da của người châu Á mình 90% là da dầu. Cho nên vì những thói quen rất sai lầm, đó là thứ nhất, không chịu rửa mặt nè. Thứ hai là không có dùng đúng sản phẩm. Và cái thứ ba là ví dụ như thấy da bị mụn thì làm đủ thứ hết, cạy tùm lum hết trơn thì nó sẽ bị vỡ cái vết đó ra và nó bị vi khuẩn vô nhiều hơn, hoặc là bị nám. Thường bị nám thì nó sậm màu da và cứ nghĩ là tẩy đi cái lớp ở bên trên đó là hết nám. Nhưng thực tế cái lớp sậm màu đó lại là cái lớp bảo vệ tự nhiên mà cái tế bào gốc ở bên dưới nó đưa lên. Thì sự sai lầm là mọi người lại bỏ lớp áo giáp trước khi củng cố sức khỏe và ngăn chặn quá trình hình thành nám.
có thể nói là càng chăm thì càng lên mụn và nó càng không giải quyết được một cái vấn đề gì hết. Như vậy thì thường là họ chăm sai như thế nào ạ? Cái thói quen đầu tiên của chúng ta thấy sai lầm đó là gì? Chúng ta chưa có tìm hiểu kỹ cái thành phần trong cái những cái sản phẩm mà chúng ta đang sử dụng. Cái thứ hai nữa là chúng ta, cái thói quen sử dụng của chúng ta nhiều khi chúng ta cũng chưa có đúng. Thì như chúng ta đã biết đó, kem chống nắng nó đâu thể bảo vệ cho chúng ta nguyên một ngày, nó chúng ta chỉ thoa có đúng một lần, đúng không? Mà mỗi loại kem nó sẽ có cái chỉ số SPF khác nhau, rồi cái thời gian tác dụng của nó cũng khác nhau nữa. Bởi vậy chúng ta cần tìm hiểu kỹ, ví dụ như chúng ta mua cái loại kem chống nắng này thì chúng ta sẽ thoa nó một ngày mấy lần, cũng như là cái cách thoa của chúng ta, thoa dày mỏng khác nhau như thế nào. Thì khi mà chúng ta tìm hiểu kỹ, chúng ta biết rõ cái cách sử dụng cái sản phẩm đó thì chúng ta mới sử dụng nó một cách đúng cách được. Vậy không biết là chị Daisy Dung, giám đốc chuyên môn của Murad và bác sĩ Nguyễn Ngọc Trai có một lời khuyên nào cho các bạn khán giả của chương trình Bác sĩ của mọi nhà không ạ? Khi chúng ta chăm sóc da, chúng ta chỉ nghĩ là chúng ta chỉ cần thoa cái chăm sóc cái da bên ngoài thôi, mà chúng ta quên mất cái vấn đề về bên trong. Đó là vấn đề về dinh dưỡng nè, về chế độ sinh hoạt nè. Chúng ta cần phải ngủ một ngày đủ khoảng ít nhất là 7 tiếng đến 8 tiếng. Một ngày chúng ta phải uống tối thiểu là 1,5 đến 2 lít nước. Khi mà chúng ta uống hay là chúng ta ăn những cái đồ ăn có chứa nhiều chất kích thích quá, và nó làm cho cái làn da của chúng ta trở nên xỉn màu, trở nên không có còn được tươi mới nữa. Tuy nhiên cái vấn đề mà vận động thể chất nó rất là quan trọng. Nó tốt cho cái hệ tim mạch nè, rồi tốt cho cái hệ thần kinh về cái tinh thần của chúng ta rất là nhiều. Và đặc biệt là nó cũng tốt cho cái làn da chúng ta nữa. Việc đầu tiên là các bạn phải hiểu làn da của các bạn nó là duy nhất, và không thể đổi nguyên cái làn da từ làn da này qua làn da khác được. Vì vậy, tất cả những gì bạn dự định sử dụng bên ngoài làn da các bạn phải được kiểm tra và phải được tìm hiểu một cách rất chi tiết và cặn kẽ. Thì phải chọn cái thương hiệu nào có đủ thông tin chi tiết hết, và chắc chắn là phải có nền tảng khoa học thì nó mới an toàn cho chúng ta. Điểm thứ hai là các bạn phải chọn những cơ sở nào để có đủ chuyên môn, có đủ phương tiện giúp các bạn nhìn thấu hiểu được làn da. Phải rửa mặt đúng, phải thoa kem dưỡng đúng, phải thoa serum điều trị đúng, phải ăn đúng, ngủ đúng và suy nghĩ đúng, giảm bớt stress cho công việc của mình. Tất cả những điều đó đều cần thiết cả. Chương trình của chúng ta thì lúc nào cũng có một vài câu hỏi mà chúng tôi lựa chọn ngẫu nhiên. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ xem câu hỏi của khán giả là gì nha. Và câu hỏi của chúng ta ngày hôm nay đến từ khán giả tên là Ngọc Hân. Năm nay tôi 42 tuổi, hiện sinh sống tại Hải Phòng. Tuy tuổi chưa lớn lắm, nhưng da tôi bắt đầu nổi đồi mồi quanh hai bên gò má và những đốm li ti trên trán. Xin hỏi bác sĩ, tôi phải làm gì để thoát khỏi tình trạng này vì những nốt đồi mồi làm cho tôi trở nên rất già? Thì theo mô tả của chị là tôi thấy chị đang có một cái vấn đề, đó là chị có những cái đốm sắc tố ở da. Và khi mà cái da mình bắt đầu có xuất hiện cái lão hóa ở cái lớp này thì nhiều khi là nó những cái lớp khác nó cũng đã bắt đầu có xuất hiện, có dấu hiệu lão hóa rồi. Để mà có thể giải quyết được cái tình trạng da của chị một cách nó tốt nhất thì tôi cũng khuyên chị là nên đến những cái cơ sở uy tín. Thứ nhất là chúng ta có thể khám và chẩn đoán được chính xác những cái tình trạng da nào chị đang hiện đang mắc phải. Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta có thể chọn lựa những cái sản phẩm nào phù hợp nhất đối với cái làn da của chị để giúp cho cái làn da chị nó phục hồi, nó được nuôi dưỡng tốt nhất, cũng như là những cái sản phẩm nào sẽ bảo vệ cho cái làn da chị tốt nhất. Xin được cảm ơn câu trả lời của bác sĩ rất nhiều. Và không biết là chị Daisy Dung có ý kiến về cái trường hợp này như thế nào không ạ? Vấn đề này của bạn không thể giải quyết trong một ngày một bữa được, mà cần phải kết hợp cái phương pháp rất khoa học, và không phải nó nằm ở trong cái giới hạn chăm sóc nữa, mà phải là cái giới hạn điều trị da. Việc giới hạn điều trị da này nó sẽ phải đi song song với cái kế hoạch ăn uống một cách khoa học hơn để mới giúp giải quyết vấn đề của bạn được. Giải quyết được hết hẳn hay không thì cần phải kiểm tra cái nguyên nhân hình thành vấn đề của bạn nữa. Vậy thì Ngọc Hân ơi, lời khuyên của tôi dành cho bạn như sau. Thứ nhất, bạn sẽ cần đến những cơ sở nào có cái hệ thống siêu âm da được. Bởi vì bắt buộc phải siêu âm da để biết hiện nay tình trạng tổn thương của bạn đang ở mức độ nào.
Và những cái tổn thương đó do nguyên nhân gì? Bởi vì chúng ta không thể điều trị được nếu chúng ta không biết nguyên nhân. Một phác đồ hợp lý cho bạn nó sẽ gồm có 4 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là một chế độ thoa ở tại nhà. Nghĩa là ở nhà buổi sáng bạn sẽ thoa như thế nào, buổi tối bạn sẽ thoa như thế nào. Yếu tố thứ hai chính là chế độ điều trị tại cái cơ sở đó. Có thể là bằng máy móc công nghệ cao, cũng có thể là bằng những quy trình. Yếu tố thứ ba chính là một chế độ ăn uống khoa học hợp lý. Và đồng thời bạn sẽ cần cung cấp thêm những cái chất nào để giúp cho từng tế bào, từng mô liên kết, từng sợi collagen của bạn có đầy đủ sức khỏe hơn. Và cuối cùng, một điểm nữa bạn cần phải xem xét lại, suy xét về mức độ căng thẳng trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Vì với phụ nữ chúng ta thì việc căng thẳng đó là một cái sát nhân vô hình. Chẳng những nó giết về mặt sức khỏe, chẳng những nó giết về mặt thẩm mỹ, mà còn tổn thương rất nhiều đến cơ thể chúng ta đấy, Ngọc Hân ạ. Hy vọng là câu trả lời của bác sĩ cũng như là chị Daisy Dung phần nào giúp cho bạn Ngọc Hân có thể khắc phục được vấn đề làn da của mình.